Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 đồng Crocon Finance. Một số thông tin về đồng token này: số token phát hành là 20 triệu. Đã có 850 tài khoản hold order và đã phát sinh 1999 lần giao dịch nhé. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimai.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1 sao chép quan trắc. Bước 2 bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Mà quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt toilet của bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình nhé. Rồi, nhấp tiếp theo nhé, thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimai.net. Nhấp vào bước 2 để truy cập vào link website chính. Nhận token nha. Và yêu cầu quét đối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối với ví này. Rồi các bạn kéo xuống phần bên dưới để giúp mình. Ở đây thì các bạn có chương trình airdrop nó sẽ kết thúc vào 16 ngày nữa. Và bạn có thể bỏ một số vốn nào là 0.01 BTC mua cái đồng token này để chờ cơ hội nhiều lần tài khoản. Rồi bạn nhấp vào airdrop giúp mình để claim. Thì ví ra là 0.0005 BTC, nhấp xác nhận cho mình này. Rồi, chương trình tên đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimai.net nhé để cập nhật những dự án, những phần thưởng cấp quyền mới nhất nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có các tài khoản giao dịch sàn Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% giảm giá tại đây nha. Ngoài ra ở đây có nhiều tài khoản các sàn khác, bạn có thể vào đây để đăng ký luôn để ủng hộ kênh. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 đồng Crocon Finance. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.